Triệu Lệ Dĩnh chặt chém MC, thể hiện EQ cao ngất. Netizen lập tức đào lại phốt vạ miệng năm xưa. Sau khi tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tự động giảm bớt lịch trình công việc để tránh va chạm với truyền thông và người hâm mộ. Chính vì vậy, việc nữ diễn viên xuất hiện tại các sự kiện hiếm hoi đã nhanh chóng khiến cho đây trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận của netizen. Mới đây, vợ cũ Phùng Thiệu Phong tham dự sự kiện tuyên truyền cho một thương hiệu bột giặt và nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen Hoa ngữ. Nữ diễn viên Sở Kiều Truyện không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh rạng rỡ xinh đẹp mà còn khiến netizen bất ngờ với một câu nói. MC của chương trình khi giới thiệu về công năng của bột giặt đã quảng cáo: sản phẩm này sẽ giải phóng đôi tay cho các bà mẹ, giúp cho công việc giặt quần áo được thuận tiện hơn. Không thể ngờ, Triệu Lệ Dĩnh lập tức đáp trả lại: đừng để mẹ phải khổ như vậy có được không? Tự mình giặt đồ cũng được mà. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung dành rất nhiều lời ngợi khen cho Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Tiểu Đao đã trở lại rồi. Câu trả lời ấm lòng. Tôi đánh giá đây là câu nói thể hiện EQ cao. Không hổ danh là Triệu Lệ Dĩnh, nghĩ gì nói đó, nhưng lần này rất ấn tượng. Câu nói của MC vô duyên quá. Ý MC là mua bột giặt về cho mẹ giặt, dùng hết công việc cho phái nữ. Bên cạnh đó, cũng có một vài bình luận tinh ý hơn. Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã là mẹ, cô ấy thấu hiểu những khó khăn vất vả của người phụ nữ. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh có người giúp cô chia sẻ đỡ đần việc chăm sóc con nhỏ. Nhưng bây giờ, là một người mẹ đơn thân, nữ diễn viên phải tự mình làm mọi việc. Điều này khiến cô gặp nhiều khó khăn và vất vả hơn. Có thể nói, nhất cử nhất động của vợ cũ Phùng Thiệu Phong đều được quan tâm sát sao. Có nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trở nên điềm đạm, chín chắn hơn trước, cho thấy sự trưởng thành và trách nhiệm trong công việc cũng như đời sống riêng tư của cá nhân mình. Tuy nhiên, sau phát ngôn ấn tượng chặt chém lại MC trong sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị anti-fan đào lại những phát ngôn vạ miệng năm xưa. Cô còn bị mắng là học vấn kém, EQ thấp, nhiều lần phát ngôn quá thẳng thắn, không nể nang đồng nghiệp. Nữ diễn viên còn bị MC Tạ Na đặc biệt danh là Triệu Tiểu Đao bởi cách nói chuyện dễ làm mất lòng người khác. Những ngày mới chập chững đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là có nhan sắc hao hao đàn chị Dương Mịch. Cô từng được mệnh danh là Tiểu Dương Mịch. Nữ diễn viên đã bày tỏ sự vui mừng và còn tiết lộ rằng cô rất hâm mộ đàn chị. Tuy nhiên, sau khi người đẹp họ Triệu đạt được thành công với bộ phim Hoa Thiên Cốt, cô lại phủ nhận chuyện này trước báo giới. Người đẹp cho hay cô chỉ làm theo kịch bản và chưa từng có suy nghĩ này. Năm 2012, khi Triệu Lệ Dĩnh đóng vai khách mời trong Cung Tỏa Châu Liêm và bị nhận nhầm là Dương Mịch, nữ diễn viên đã thể hiện thái độ không hài lòng. Người đẹp liền đăng tải dòng trạng thái phàn nàn lên trang cá nhân và bị công chúng chỉ trích. Bên cạnh scandal với đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng dính nghi án chơi xấu bạn diễn trong phim Hoàng Châu Cách Cách Lý Thạnh. Năm 2011, người đẹp họ Triệu nhận vai Tình Nhi, trong khi Lý Thạnh đóng vai chính Tiểu Yến Tử. Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh không thích Lý Thạnh nổ ra khi cả hai cùng tham gia show truyền hình Happy Camp. Khi Lý Thạnh có ý định xem cốc nước của Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân họ Triệu đã nhanh chóng giật mạnh ly nước trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Ở một phần thi khác của chương trình, người đẹp cũng khiến khán giả nóng mắt vì kéo mạnh áo của Lý Thạnh, suýt chút nữa dẫn tới sự cố rách trang phục trên truyền hình. Trong một lần tham gia show truyền hình với bạn diễn Trần Hiểu, Triệu Lệ Dĩnh gặp một sự cố vạ miệng và bị khán giả chỉ trích không ngớt. Khi Trần Hiểu cần nhờ sự trợ giúp từ nữ diễn viên Viên Sang Sang, cả hai đã có cuộc gọi điện thoại ngay trên sóng truyền hình. Viên Sang Sang đã không ngần ngại khen ngợi vẻ điển trai của Trần Hiểu. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đã bị Triệu Lệ Dĩnh chen ngang bằng câu hỏi: chị Sang Sang à, chị có cần địa chỉ của anh ấy không? Câu hỏi kém duyên của mỹ nhân họ Triệu khiến cả MC và khán giả ngỡ ngàng. Vụ việc khiến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong mắt khán giả bị giảm sút nặng nề.